Hello cả nhà hello. Cố gắng để cho cái giọng thanh thao chút đây. Welcome back quý vị. Để mình đảo vòng có cái đầu mùa hè, giờ mình tạm thời gọi mùa xuân đi. Ở tiểu bang mình ở đây, ở vùng North Texas, ở Dallas Fort Worth và cái vùng phụ cận, mình ở ngay giữa Arlington. Đi quay vòng cho anh em mình coi cái những cái nursery của cộng đồng gần đây, người ta mua bán rầm rộ, chuẩn bị cây cho vụ mùa hè hoa treo lủng lẳng. Ai mà có đam mê về hoa đó là vô đây lấy một vài chậu về rồi mình máng lên đó rồi mình chăm sóc. Tới bụi bông giấy thì cũng đẹp nè, ba màu vô một chậu nè, hai màu một chậu, là ta có thể ghép hai loại vô đó, giá 60 đồng nha, cũng hơi chua đó nhưng mà cũng được. Cái chậu này không cũng gần hết 25 đồng rồi, cộng thêm hai nhánh bông giấy mà bông cao kiểu này nữa, mà bông giấy anh em mua về chơi chơi được đó, mình có mà ra bông lưu tù tì, cứ chịu khó bỏ phân là nó ra. Mấy cái này là cái anh em nào ở đây thì rành rồi, nhìn vô cái là biết khu vực này khu vực nào ở tiệm nào rồi. Họ bán hoa rồi tất cả phân phướng nữa ở đây. Cái chậu này mà 40 đồng thì hơi hơi bị mắc à. Chứ cái bông này, cái hoa này dễ trồng lắm. Quý vị mua đi nhỏ nhỏ về trồng đi, năm rào đó mình có trồng một mùa thử đó. Cho nên nó bứt hai bên đường đi luôn á. Lò rau nó hoa nó dễ trồng, 39 đồng chậu thì hơi mắc. Cái này là cái còn 9 đồng chậu của lò gì đây? Ở tiệm này lâu quá mà. Nó nhiều loại hoa, nhiều loại cây cảnh. Mỗi loại đều có cái đẹp riêng của nó, sặc sỡ riêng. Chậu 40 giờ thời buổi giờ lên giá rồi. Ăn tao phở giờ mà 15 đồng thôi thì anh em thấy nuốt đừng đâu có trôi đâu, nuốt nghẹn lại luôn. Đó đi hai người đó giỏi lắm, chừng 20 bạc giờ là phải 38 đồng 40 đồng cộng thuế má, đó là uống nước lạnh nữa chứ. Ủa chuyển qua đề tài ăn rồi hả? Nên cái này có 10 đồng được, mấy chậu này thì về máng được, chơi mùa rồi tàn. Để đảo qua bên đây, anh em nào rảnh cuối tuần nó đi vòng vòng đây cũng thú vị lắm anh em, nó tạo ra cái không khí ở cái môi trường rất là lành mạnh. Mà mùa này là trời mát chứ không có lạnh nha, trời mát rồi đó. Ở như ớt này mình cũng có đó nè, ớt này ớt dài nè, ớt này ớt cà mình cũng có luôn, mình chưa có gieo. Orange bell nè, bell là ớt bell. Nó có tên rồi nè. Đúng rồi, anh em nào không ấy thì ra đây người ta tỉa sẵn ra đây bợ một hai chậu về trồng cho nó đã. Cà tomat nè, tomato nè. Gió lập phe là trà cá vàng này nè, đúng rồi, mình có ăn cây đó anh em. Có ăn cây đó, mình nấu canh chua với cá hôm bữa đó ăn được lắm. Cắn cái bụp. Mà cà mình trồng mình ăn mua khác với chợ nha, anh em lên thử trồng bụi đi rồi bẻ ăn thử coi rất là ngon. Còn ở trong cái chợ hình như họ họ phân phướng nhiều hay sao đó, mình cái chất lượng nó dở lắm. Còn này là đỏ dưa lưới nè, mẹ ơi 4 đồng chậu thì cũng hơi mắc rồi nha. Thứ này ở nhà mình đồ dưa hấu nữa nè, watermelon. Mấy cái này mình ương nó lên nhiều lắm, nó dễ ương nữa. Nghĩ sao đi mua ăn hộp rồi 4 bạc. Nhưng mà kệ, nếu mà ai không có thời gian thì vô rinh đại đi chứ. Nói xin lỗi nhiều khi ương cũng cũng chắc nó lên đâu. Rải ra đó rồi tốn điện tốn nước này kia nọ, thôi vô bợ ăn cái cho rồi. Super chili nè, loại ớt này mình như không biết mình có không, thấy đã quá. Đó cây giống với hoa giống đâu nó đầy đủ hết á. Anh em vô đây mà kiếm chừng vài chậu vài trồng
rau húng lủi nè, mà loại đỏ ta, này để làm rau ghém nha anh em, một chậu vậy là 12 đồng, trời ơi thiệt không. Cái này tôi trồng vài bữa lên cả chùm luôn, chứ cái này là loại dễ trồng nhất, mà mấy anh có đất mấy anh liệng xuống là nó bò giống như cỏ chỉ luôn á. Giá đó thì hơi cao á, nó mình phải nghĩ ngợi lại một tí, tại vì nó không có đáng để mình mua. Strawberry này thì có sẵn chậu rồi, nó mắc có thể là tại vì cộng luôn cái chậu lên em, chứ không phải là công là phân phướng của họ. Mấy cái hoa này thấy vậy chứ lì lắm đó nha, ở trước mình chơi gần 10 năm rồi đó, cỡ mười mấy năm chứ, là nó vẫn chui lên à, nó hay cái đó đó. Này hoa đồng tiền mà rất là lì nha, hết rồi đầu năm nở được bụng chừng ba bông, hai bông ba bông mà vàng đỏ gì đó, xong rồi hết mùa hè cái mùa đông rụi đó, nằm đó qua mùa sau là nó chui lên lại đó anh em. Mình có trên 10 năm rồi đó, ngoài 10 năm rồi, có 1, 2, 3, mình trồng khoảng 5 bụi ở trước sân mình, trước vòng hoa mình đó. À, nếu mà ai không có đất đó thì thích hoa thì đi vô đây đi vòng cũng được. Rảnh đi vòng rồi nhìn cái đẹp của mấy cái hoa nè, rồi mình về. Còn ai có điều kiện thì than chậu về máng sau cái patio mình đó, rồi thỉnh thoảng lấy xịt nước rồi. Trời đó nó cũng thú. Cái clip này cũng khá dài đó, tới 25 phút rồi. Thì anh em coi được tới đâu coi, chứ mà quay hoa cảnh kiểu này nó đẹp quá mà nó nhiều nữa. Thì nhiều khi mình đi quay mình ráng mình quay chứ nghĩ anh em coi chứ không coi hết đâu, thật nó dài quá trời, ai mà nạp coi tới 25 phút dặn thọ nè anh em. Này hoa dặn thọ, vạn thọ đẹp ghê chưa, ở đó mình chỉ có màu vàng thôi, giờ nó thêm màu cam nữa đó. Vạn thọ thì đồng chơi được, hồi đó nhớ mỗi lần Tết là mình làm gì làm ba mình cũng được hai chậu vạn thọ để trước nhà, tại lầu nó dễ trồng nữa mà cũng đẹp lắm đó nha. Thời đó không có tắc đâu, thời nó còn năm thịnh bảo lộc gì đó, nó lâu lắm rồi, không có tắc đâu, chưa có tắc. Cho dù có cũng không có khả năng mình chơi thời đó nữa, thật sự mà nói. Cuộc sống thời đó nó vất vả lắm. Nó chùm hoa này đẹp nè. Lạc vô cái rừng hoa này có lý nè. Cái này cái hoa tím này nhìn giống như hoa cái dây hoa rau lan của mình đó, anh em nhớ không? Cái hoa tím tím hoặc là rau muống biển. Nhìn phê thiệt đó chứ. Rồi kéo dây đi tưới nè, trên đây tao có setup hệ thống tự động tưới từ bên kia qua bên đây, ngày nào cũng tưới nữa. Đây mấy cái xe này là 3.000 cái đây, này phải có farm, đất farm mới mua chứ, đất cũng lớn lớn, hoặc là mua đi cắt cỏ mướn chứ. Ai có đất lớn từ lại tổng một chiếc chạy đi, quá khứ mình cũng thích thích một chiếc nhưng mà đất mình cũng có không, tại mình làm biếng lắm, mình ngồi lên đây mình mới cầm được chai bia, còn đẩy máy đâu có cầm được. Nhưng mà đất nhỏ quá không cần thiết, chịu khó đứng cầm. Giờ lọt lọt vô trong đây nè, trời ơi bông này nó đẹp, ba cây nó trồng vô đẹp rực rỡ không. 16 đồng chơi được. Lily hả? Hoa lily nè. Cái này cũng đầu mùa thôi đó, chưa có người ta chưa có đem ra hết. Ta đem về hàng nó về chắc cũng giới hạn. Tại vì chỗ nào nó cũng có cái
nguồn riêng của người ta, nguồn nhiều khi nó chưa ra kịp, hoặc là nó ví dụ như ở tiệm lô thì lấy nguồn ở đâu người ta chia ra, chứ không phải là người ta đặt riêng cái đại lý của người ta riêng, chứ không phải là mấy cái farm mà farm của lô người ta đặt, chứ không phải là người ta đi mua thường giống của mình. Ví dụ như người ta kiếm mấy cái nguồn của người ta, mấy cái dừa lớn của mấy cái farm lớn đó, vườn ươm đó, người ta ký hợp đồng, ví dụ như loại gì sao, rồi tới ngày tháng người ta đẩy về đây thôi. Anh em thấy vậy chứ cũng vài bữa cũng sạch à, hay vậy. Hoa gì bán cũng được, mà cây cá cảnh gì người ta cũng bán được, hay thiệt. Hôm mình cũng ghé lấy mấy cái chậu lan ở đây rồi, cũng 4 đồng cái, 3 đồng mấy. Cũng chưa lè luôn, nghĩ ngợi rớt rồi phải lấy thôi. Nhưng phải dùi thêm lỗ để treo nó lên nữa, hôm nay chưa có treo nữa. Cái bông này cũng đẹp nè, đẹp hoa hồng nè. Anh chị nào thích hoa hồng thì vô đây. Hồng chậu 22 thì chơi được. Nói chứ hồng cũng phải trình độ lắm mới chơi nha anh em. Chứ mua đợt về nó đẹp rồi đợt năm sau là nó eo uột lắm. Mình đã từng thấy rồi. Rồi cái hoa nó không giống như cái ý muốn mình. Rồi tự chơi cũng phải chuyên nghiệp mới được. Ấp sao nóng rồi. Cây này là cây lê nè, 30 mấy đồng. Mua về bảo đảm là có trái luôn, đã chưa ra hoa luôn kìa. Cây này chịu lạnh nha anh em. Cây này mình thấy cũng có nhiều anh chị em bỏ lên group, nhiều thấy đẹp rồi. Bông tủa tủa, cây này đẹp quá chứ. Đó. Full sun luôn kìa. Có đi luôn. 189 đồng cũng được. Cây này đó mình cũng có nghĩ tới nó là mình thích đó. Hay là cây cây này là cây mình có nè. Trước nhà mình được 2 cây loại này cho anh em, nhưng có mình rủ nha, 184 đồng loại này. Ở giá cây này cũng rủ nè mà nó còn nhỏ. Cây của mình mua tới 400 mấy 500. Lạ lắm, ở đây người ta trồng xong rồi lớn lên người ta chặt. Mấy cây lớn nhà mình cũng vậy. Thường thường lấy bóng mát, nhưng mà khi nó lớn quá là phải chặt đó, sợ nó ngã vô nhà. Rồi đi trồng cái khác lại. Mấy cái greenhouse trong này của người ta là chất lượng luôn á. Nãy giờ mới có 13 phút à. Đi nguyên dòng 25 phút trong này cũng lẹ lắm. Mình thấy vậy chứ 25 phút lẹ lắm. Đảo bên đây quay chút, đảo bên kia quay chút. Vậy mà cộng lại nó 25 phút đó chứ không có... Không có cắn đâu nha. Dài á, cây cúc nè. Cúc đẹp chưa? Này giống ở trước nhà mình rồi đó. Giống như một cái vườn hoa đủ các loại. Kẻ khiêng cây, người lấy đất, trồng hoa hồng, người trồng hoa cúc. Lạc nó lại khu vực sen đá đây. Sen đá thì cũng khá dễ trồng. Mấy này thả ra đây không có tưới cũng được, tối nữa ánh nắng sương được à. Có sương có độ ẩm là ok à. Nói không chịu nước, không chịu nước chứ mình tưới, mình thấy người ta tưới vô mấy cái farm, mấy cái bình nước lúc đỉnh trong đó, đó. Mà mấy anh cũng sống nhăn răng à, chứ không bị úng đâu.
Mấy bụi này xông ghê chưa? Chín đồng hũ thì đem về trồng được rồi, để thứ này dễ trồng lắm, nên mà rụng đâu lên đó. Nói tới sen đá không có đọc được anh post anh đó anh em, loại sen đá mà rụng lá xuống mình làm mình lấy bỏ túi là mình ăn cắp đó, tính tội mình đó. Nếu phải bẻ bẻ lá của người ta bỏ túi là được đâu, nó tính tội ăn cắp đó. Cẩn thận vậy, không thấy rụng mình lụm là không được. Mấy bên đây mới đẹp nữa, này là hoa 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 gì đây trời, ở đây giống như hoa cúc, loại cúc kia 28 đồng chậu cũng được, hơi mắc mắc cũng đẹp, giống như rau lan vậy thôi. Nhiều loại hoa mình không biết tên đâu, nó tên Mỹ thôi chứ tên cái này là mình nhào qua bên đây nữa rồi. Mình phải chạy hai chỗ mình quay đây nè, nó mới ra tới 25 phút. Bên đây thì cũng khá đẹp nha, bận rộn thì chỗ nào cũng bận rộn, các cụ mua về với các cụ làm vườn, mua đây mua làm vườn của các cụ, người bản địa người bản xứ ở đây người ta chúng chịu trồng trọt lắm anh em ơi, cây các cảnh người ta cũng chịu trồng lắm. Em thấy đại đa số là những người lớn tuổi người ta retire rồi, người ta nghỉ đi làm rồi, bắt đầu người ta tiêu khiển, cái này là cái tiêu khiển của người ta đó. Cái bụi sơn đá này đẹp nè, hoàn chỉnh hết rồi, như mấy bụi này đẹp nè, đã lên nó vậy đó mới nè. Con có mệt quá chiếc ra chưa đâu, sen đá nữa, quá trời luôn. Những bụi đây cũng khá đẹp đó anh em, cũng có nhiều loại khác nhau nè, như cái lá này khác nè, thấy là rồi có ngón tay bên kia, quá trời. Mình mong nó đẹp không? Thôi mình đảo một vòng này cho anh em coi, buổi sáng được hai bên người ta bán cây cảnh đó, cái phân phướng nào cho anh em coi, ai thích đi thì ra đây coi, còn không thích thì là vô YouTube của mình coi đi, khỏi mất công chạy đi tốn xăng mà mệt nữa. Rồi mai mốt cây trái của mình có cây có trái thì cũng vô đây coi đi, khỏi phải chạy đi kiếm nó mệt. Còn thích ăn ra Hiệp Thái coi ăn mua ngoài bán đầy. Còn thích trồng trọt thì nhiều khi nói chứ ai cũng thích trồng hết, chứ không phải là trồng lên cây khế cây ổi rồi mình thấy trái của nó mới giá trị đối với mình, nó mới đã mà. Bởi vì ổi mình không kêu trái nữa, mình gọi là cục, giờ thành cục hết rồi, cái nào cũng cục cục vàng đó chú vị, trồng chứ không dám hái không dám ăn. Thì lướt sơn vòng này thôi, chúc anh em ngày cuối tuần lễ Happy Easter nha. Ok, tổng chào, xin hẹn gặp lại quý vị nha. Nhớ ủng hộ đăng ký like share nha anh em. Mình sẽ cố gắng làm những cái video có chất lượng, quay cây cá cảnh các thứ cho anh em mình share những kinh nghiệm rồi những cái hình ảnh đẹp nhất để cho quý vị xem. Thì đôi khi mình nói chuyện cũng có lúc nó nhìn cây cá cảnh chứ nhiều khi mình cũng không biết hết đâu, mình nói những cái gì mình có thể biết thôi, chứ không phải thầy đâu, không phải sư phụ đâu nha, ngồi nói mình.
đầy đủ hết rồi, mình không biết hết đâu. Thank you.